Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình công thương phát sóng trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay gồm phóng sự tăng cường thực thi môi trường làm việc không khói thuốc và tọa đàm nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Với chủ đề năm 2020, bảo vệ thanh niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá, gần 70 cán bộ đoàn thanh niên ngành thanh tra giao thông thủ đô đã rà soát và bổ sung các biển cấm hút thuốc tại các vị trí dễ quan sát của lối ra vào khu nhà văn phòng, nhà xưởng sản xuất, trong hành lang và trong các phòng làm việc, nhà kho, khu vực chứa chất dễ gây cháy nổ, không để gạt tàn tại khu vực có quy định cấm hút thuốc lá. Trực tiếp kết hợp giữa kiểm tra chuyên ngành lồng ghép với chương trình tuyên truyền phòng chống tác hại của khói thuốc bằng việc phát tờ rơi đề can cấm hút thuốc tại địa bàn mình quản lý. Thanh niên thanh tra giao thông thủ đô luôn ý thức được tác hại của khói thuốc lá tới bản thân, nơi làm việc và cộng đồng. Dưới sự lãnh đạo của lãnh đạo thanh tra sở và công đoàn thì cấp trên thì làm chương trình này hôm nay chúng tôi là triển khai cái việc là dán đề can về phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm góp phần nhỏ bé của mình và công tác chung của xã hội, vì là thế hệ trẻ, nguồn nhân lực của ngành, của đất nước, chúng tôi luôn thường xuyên là trao đổi và động viên đồng nghiệp và gia đình không sử dụng thuốc lá dưới mọi hình thức. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ lên kế hoạch tuyên truyền vận động đa dạng hơn để phát huy hiệu quả cao nhất. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng, thanh tra giao thông, trung tâm y tế dự phòng quận Hoàng Mai thường xuyên tổ chức những đợt tuyên truyền cho cán bộ nhân viên cũng như lái phụ xe và hành khách đi xe về thực hiện phòng chống và hạn chế tác hại của thuốc lá để đảm bảo sức khỏe cho người dân. Những lực lượng chức năng nên thường xuyên có những đợt tổ chức để phối hợp cùng các bến tàu, bến xe để tăng cường tuyên truyền đến người dân cũng như hành khách được tốt hơn. Theo tôi thì chúng ta cũng tăng cường tuyên truyền hơn và cũng có những chế tài để có những biện pháp mà hạn chế cũng như là răn đe cho những hành vi mà hút thuốc ở nơi công cộng. Cùng với đó, tổ chức công đoàn ngành thanh tra giao thông cũng đã tích cực triển khai đa dạng hóa các hình thức truyền thông như đăng tải các văn bản pháp luật liên quan, video tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trên website của các đơn vị, truyền tải thông tin về tác hại của thuốc lá, thuốc lào, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe, chia sẻ kinh nghiệm bỏ thuốc thành công, phát động xây dựng cơ quan không khói thuốc lá, ký cam kết giữa cơ quan, đơn vị với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về việc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc. Lãnh đạo thanh tra giao thông Hà Nội cũng cho biết, ngoài những hoạt động đã triển khai, thời gian tới, đơn vị sẽ chỉ đạo các đội trực thuộc và vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan gương mẫu thực hiện các quy định của luật phòng chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn luật, chỉ đạo đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị, vào tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua khen thưởng các cấp. Là một cơ quan chuyên ngành, ngoài công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô thì chúng tôi cũng luôn quan tâm tới vấn đề của thực hiện văn hóa công sở. Vì điều kiện phải tiếp xúc nhiều với tầng lớp nhân dân cho nên công tác hưởng ứng phong trào phòng chống tác hại của thuốc lá luôn được cơ quan chúng tôi quan tâm. Khi tại các đơn vị có biển không được hút thuốc tại nơi làm việc và đặc biệt là trong cái việc tiếp xúc với người dân khi kiểm tra xử lý các vi phạm ngoài đường, và tất cả các phòng ban của các đơn vị trực thuộc thanh tra sở chúng tôi đều yêu cầu gắn biển cấm hút thuốc tại nơi làm việc và phải thực hiện hút tại những nơi có quy định được phép hút. Ngoài ra cái việc cấm hút thuốc lá chúng tôi cũng yêu cầu là chúng ta phải thực hiện hưởng ứng tốt các phong trào lễ meeting hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ an toàn quốc gia không thuốc lá do Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các bộ ngành tổ chức. Để hưởng ứng tốt hơn nữa cái phong trào không hút thuốc lá thì chúng tôi thiết nghĩ trước tiên chúng ta phải làm tốt về công tác tuyên truyền, làm sao cho cán bộ, thanh tra viên, nhân viên nhận thức rõ cái tác hại của thuốc lá. Và cái thứ hai đó là cái việc đưa cái nội quy, quy chế không hút thuốc để đánh giá vào cái việc thi đua khen thưởng hàng tháng
và chủ động, cái thứ ba là chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, chỉ đạo công đoàn các bộ phận phải tích cực hơn nữa trong công tác hưởng ứng các phong trào phòng chống tác hại thuốc lá tại nơi làm việc và ngoài các nơi công cộng theo quy định của chính phủ. Theo điều tra y tế quốc gia, việc hút thuốc lá của những người làm việc có liên quan đến giao thông vận tải hiện vẫn còn ở mức cao. Tỷ lệ hút thuốc lá ở nhóm nam lái phương tiện giao thông là 70%, cao thứ tư trong số 12 nhóm các ngành nghề được thống kê. Do đó, việc ngành thanh tra giao thông lồng ghép giữa công tác chuyên môn và triển khai tuyên truyền về phòng chống tác hại của khói thuốc cũng góp phần đưa luật phòng chống tác hại của thuốc lá dần đi vào cuộc sống.